Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 8, em tiếp tục lên cho mình cái lô máy cắt cỏ nha. Lô hôm nay 10 cây và chữ cái là chữ M. Từ con M1 cho tới con M10. Nay có con M10 là con máy 4 thì nha anh em, xăng ghi nhất riêng ha. Còn lại thì nó đều là máy 2 thì xăng pha nhớt hết nha. Nay thì em có cho mình là cái đầu máy Cosin nòng 34 ly nha anh em, tum 260 luôn. Về anh em mình có thể gáp cắt cỏ vô, cần cắt cỏ vô mình cắt, còn không thì mình gáp xịt thuốc cũng được luôn ha. Rồi, chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917 41 40 42. Số này thì bên em có dùng Zalo ha, anh em gọi trực tiếp hoặc gọi Zalo nha. Thì hình thức mua bán bên em sẽ bao ship cho anh em tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Là hàng tới nơi mình được quyền là kiểm tra máy, được quyền thử máy luôn. Đối với máy hay thì mình chuẩn bị xăng pha nhớt 2T để mình thử hàng ha. Tỷ lệ pha thì 1 lít xăng mình pha 40cc giùm em, hai cái mình đổ chung với nhau luôn rồi mình đổ vô máy. Còn 4 thì xăng riêng nhớt thì là nhớt 4T, nhớt xe Honda. Thì giống như anh em chạy xe Honda sao thì anh em thử nó gan gì đó, xăng riêng và nhớt riêng. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em có xem clip thì nhớ cho em một nút like ha, một nút đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào gần đây thì em ở ngay chợ Trung Hưng luôn ha. Anh em cứ chạy tới chợ Trung Hưng rồi gọi em sẽ ra em đón nha. Tại vì em cũng nằm ở trong chợ nhưng mà có cái đường đi vô khoảng tầm 100m là tới nha anh em. Và khi mà mình chốt hàng á là mình cho em địa chỉ và số điện thoại là em giao, em gửi. Anh em không có đặt cọc trước luôn ha, không mất trước một cái đồng tiền cọc nào luôn. Và tới nơi là mình kiểm tra máy, thử máy, ngon lành hết rồi thì mình thanh toán shipper thôi. Đó, rất là đơn giản nha. Rồi em vô trước cho mình là cái đầu máy Cosin. Rồi, ok nha anh em. Đó, về thì mình cứ thao tác như nãy ha, bóp xăng lên, đóng e là e đẩy lên nè. Đây, đẩy lên là đóng e ha, xong rồi mình giật nổ rồi mình đẩy e xuống là mở e nè, rồi xong mình cứ gì mình xài thôi. Con này chụp giật có trợ lực nha anh em, giật rất là nhẹ nhàng nha. Đây. Giật siêu nhẹ luôn. Găng ti nổ rất là êm ha. Con này nòng 34 ly nè, 26cc nha. Đây thì tum là tum 260. Về thì cái việc là anh em có cái bộ cần á thì anh em lắp vô anh em cắt cỏ, còn không thì anh em lắp nó vô xịt thuốc ha. Ở đây thì anh em chốt cái đầu này nè, bên em sẽ tặng cho mình là cái bộ bố côn và bốn ốc tum luôn. Về là việc anh em gáp vô thôi, xài gì thì gáp cái đó. Cái đầu này em bán cho anh em giá 900.000 bao ship nha anh em. Trợ lực luôn nha, giật rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi, khi mà mình chốt, bắt đầu chốt từ con M1 nè tới con M10, mình chốt bất kỳ một trong những con máy nào á thì bên em sẽ tặng kèm cho mình thêm là 6 món phụ tùng nha anh em. Rồi, em vô con đầu tiên con M1. Con này phải nói là hàng siêu đẹp luôn nha anh em, đúng là hàng lướt luôn nha. Anh em nhìn cái dàn áo nè, quả trời xanh luôn nha anh em, gọi là xanh dờn luôn ha. Giống như mấy người bị thiếu máu vậy, xanh dờn à. Đó, con này nòng 30 ly nha, công suất 20cc. Anh em mà dùng gia đình này kia đều là rất là hợp lý. Thứ nhất là gọn nhẹ, thứ hai giá rẻ và đặc biệt là tiết kiệm xăng. Về cái độ maru là cái về máy móc nó phải nói là cực kỳ bền nha anh em. Máy chạy rất là bền và cực kỳ tiết kiệm xăng cho mình luôn ha. Rồi, bình xăng con thì con này là bình xăng con zin quanh gồ theo máy nè. Đó, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy cho mình luôn. Hai cục cao su nè anh em nhìn nè, bảo vệ bình xăng lớn còn đủ hai cục luôn ha, giúp cho bình xăng là khi mình để xuống đất á là nó không có bị chạm nha anh em, cái phần bình xăng lớn này không bị chạm đất. Lốc còn nguyên zin đẹp cho mình luôn nha. Rồi, trong lốc có dập mắt in da băng chữ dập nổi ha. Tum thì nó là tum liền, tum nhựa nha anh em, công tắc ấn nè. Anh em nhìn dàn áo nè, quá mới luôn nha anh em, xanh dờn luôn ha, rất là tươi luôn. Rồi, tay lấy đôi, gây giữ nha.
lắp đầu bò đầy đủ nha anh em, tem mác trên lắp còn đầy đủ luôn. Đó, con này hiếu cái chắn cỏ nè, là bên em có tặng kèm cho mình trong bộ 6 món phụ tùng là có gồm luôn chắn cỏ ha. Những con nào có chắn cỏ zin theo máy rồi thì mình tính là một, còn những con nào không có thì em sẽ để theo cho mình. M1 giá 1,3 triệu, M2 M2 là con Shindewa nòng 32 ly, con này 23cc nha anh em. Cái dòng Shindewa này nó sẽ có hai cái chỗ dập chữ Shindewa, chữ dập nổi. Thứ nhất là chỗ vỏ nòng này có để mã R23 Shindewa này, chữ dập nổi. Hoặc nếu nó không có chỗ này thì nó sẽ nằm ở trong lốc dưới đây. Đó, nhưng mà con này chỗ vỏ nòng này nó có dập cho mình luôn rồi ha. Con này thì bình xăng con bên em đã lên cho mình là bình xăng con 2 kim mới nha anh em, 2 kim quanh gò. Đó, bình xăng lớn thì nó là bình zin, nó còn cái miếng thùng để nó giữ luôn nè, giữ cái miếng nắp xăng luôn nè. Đây, khi mà anh em mở anh em không sợ rớt ha. Đó, cái này là hàng, này là nó zin theo máy luôn nha nè, nó có sẵn theo máy cho mình luôn. Rồi, bình xăng lớn con này nó cũng là bình zin luôn nè, chân chống bảo vệ bình xăng còn đủ luôn, bằng sắt nha. Đó, rất là chắc chắn luôn ha. Rồi, tâm thì nó là tâm gời, tâm nhôm nè anh em, nước sơn tâm còn là liền lạc, còn zin nguyên si luôn. Đó, số series model máy nè, model là S23B, số series là 8006311 ha. Con này thì nó dùng công tắc ấn nha anh em, rất là dễ sử dụng luôn. Phía ngoài nó có cái miếng cao su nè, hay gọi là miếng nhựa đó, nó bảo vệ phía trong công tắc ha. Tay lấy đôi, con này gai giữ mà là gai zin luôn nha anh em, bằng nhôm, nó dài anh em kéo rất là nhẹ nha, mà rất là đảm bảo cho mình là nó chắc cú nữa, nó vừa nhẹ mà lại là an toàn, chắc cú cho mình luôn. Lắp đầu bò đầy đủ nha anh em. Đó, máy thì bên em đã canh chỉnh ok rồi, về mình chỉ cần đưa xăng pha nhớt vô, bóp xăng mình đóng e. Tại vì nhiều khi hàng á mình đi khoảng tầm 3 ngày 4 ngày như anh em ở xa 5 ngày 6 ngày mới tới thì mình cứ thao tác, còn khi mà máy đã nổ gì phải không là mình giật một cái là chạy ngon lành. Rồi, M2 giá 1,2 triệu nha. M3 Rồi, M3 là con Mitsubishi T130 nha anh em. Nói về cái dòng T130 rồi, nói về cái dòng mà gọi là siêu bền, phải nói là chạy phải nói là cực kỳ bền luôn nha anh em. Trừ khi mà anh em xăng pha nhớt đầy đủ phải không, tỷ lệ 1 lít xăng 40cc như nãy em chỉ á, làm nó anh em chạy phải nói là khi nào mà anh em muốn mua máy bự thì anh em thay thôi. Chứ dòng về máy móc của Mitsubishi này phải nói là chạy rất là bền nha anh em, phải nói là siêu bền luôn ha. Nòng con này 32 ly, công suất của nó là 23cc. Bình xăng con thì bên em đã lên cho mình là bình xăng con 2 kim mới nha anh em, 2 kim quanh gồ nè. Bình xăng lớn thì nó là bình zin, số series máy thì nằm ở đây này nè, ở chỗ vỏ nòng phía trước này ha, 701576. Còn công tắc thì nằm đây ha, anh em nhớ nè, xuống là tắt, lên là mở, nó có để chữ on off đó, nhiều khi mình không nhớ thì mình nhìn theo cái chữ nó ha. Tâm gời tâm 260, có thể tháo gời được cái đầu máy để mình chế cháo, một cái dòng máy rất là linh hoạt nha anh em, cắt cỏ được, bơm nước được, có thể tháo gáp xịt thuốc luôn, rất là linh hoạt ha. Rồi, tay lấy đôi, gai giữ nha, lắp đầu bò đầy đủ cho mình, nguyên zin nguyên bản hết luôn. Chỉ có bình xăng con thì bên em đã lên cho mình là 2 kim mới, để xăng nó qua đều, để chạy thứ nhất là giật cho nó nhảy nổ, thứ hai là xăng nó qua nó không có bị ngãn nè, nó đều ha. Rồi, M3 giá 1,400,000, M4 nhẹ nhàng anh em, phải nói là giật nhẹ nhàng mà lại rất là nhẹ nổ. Con này anh em chỉ cần kéo lên nó có tua là chạy luôn, cái tua đầu tiên luôn nha anh em, tại vì nó có hỗ trợ giật cho mình nè, rất là nhẹ nhàng luôn.
Con này là Maru 23 nòng 32 ly 23cc dòng máy tầm trung. Anh em cắt cỏ cứng cỏ bụi được luôn nha. Đó, với điều kiện cỏ cứng cỏ bụi thì mình cắt bằng lưỡi dao. Còn cỏ nhỏ, cỏ vườn nhà này kia, cỏ bờ mương, bờ ao, bờ ruộng đó thì mình cắt bằng ổ cước. Tùy theo cái cỏ hoặc là tùy theo cái bụi lớn, bụi nhỏ ha, thì mình dùng cái loại dao hay là loại cước mình cắt ha. Con này áo thì áo màu vàng nguyên zin liền lạc không bể vỡ. Bô nè, trắng sáng luôn, vỏ nồng nè. Đó, sáng luôn nha nè, giống cái bô ha. Mình tin. Bình xăng con thì nó là bình xăng con zin One Go. Bình xăng lớn nó cũng là bình zin luôn nha anh em. Còn hai cục cao su nè, để bảo vệ bình xăng lớn không bị chạm đất ha. Trong lốp có dập mắt in dao băng luôn, chữ dập nổi nha nè. Rồi, tâm thì nó là tâm liền, tâm nhựa. Đây, công tắc thì công tắc ấn nha. Đó, công tắc zin theo máy nha nè. Tay lấy đôi, gây giữ ha. Lắp chắn cỏ đầu bò đầy đủ nè, tem mát trên lắp còn đủ. Con này chắn cỏ zin theo máy nè em, không có bể vỡ cho nha, không bị sức mẻ luôn. Ồ, quá ok luôn rồi, trợ lực nha nè. Cắt là nhẹ nhàng luôn. Đây. Cái này mà cho mấy bác đồ có lớn tuổi này kia hoặc là chị em phụ nữ đồ xài cũng rất là ok ha. M4 giá 1.500.000. M5. M5 là con Echo. Dòng này thì em hay nói với anh em gọi là cái tên là Echo đời mới anh em, để nó phân biệt với nhiều dòng Echo khác ha. Cho cái thương hiệu Echo Kiwit là nó rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều cái kiểu dáng khác nhau luôn. Cho nên là em hay đặt với cái tên này tên kia, để khi mà anh em muốn cái kiểu ví dụ giống như con này nè thì mình gọi là Echo đời mới. Ở ví dụ như cái áo màu trắng thì mình gọi là Echo trắng, để mình phân biệt được cho nó dễ ha. Con này nòng 34 ly, công suất của nó là 26cc anh em. Tình trạng là zin nguyên bản 100% luôn, không có bị thay thế bất cứ một cái gì hết luôn. Bình xăng con thì nó là bình xăng con hay kim zin nè. Bình xăng lớn nó cũng là bình zin theo máy cho mình luôn ha. Đây tem bình lốc nè, ERT 260, số seri là 58003710. Tâm liền, tâm nhựa ha. Áo cũng là áo zin theo máy luôn nè anh em. Đó, liền lạc không có bể vỡ hết trơn nha. Đây, đây là liền nguyên một khối của nó luôn, không có bể vỡ hết trơn ha. Tay lái thì là tay lái đôi. Con này nó xài cho mình là cái bộ tay cao bóp luôn nha anh em. Bóp này thì thường thấy anh em thấy heo máy luôn nè. Thường anh em thấy gặp mấy thằng Echo đời mới á là xài cái bóp này không luôn. Công tắc trên tay luôn ha. Tích hợp theo luôn. Rồi, lắp đầu bò đầy đủ nha anh em. Nguyên bản nguyên zin 100%, không có bị thay thế bất cứ một cái gì hết. Bugi cũng là bugi zin luôn nha. M5 giá 1.500.000. M6. M6 con này là con Shingu nha anh em, dòng Shingu 26 nha. Cái này do chụp giật bị mắc cái tem cho nên là em lấy cái tem của thằng Maru 26 em gáp cho nó đừng có chống chống, đừng nhìn cho nó đẹp xíu nha anh em. Hay cho nó là dòng Shingu này, anh em chốt thì anh em nhớ lưu ý giùm em. Nồng thì nó là 34 ly, công suất của nó là 26cc ha. Con này thì tình trạng cũng là nguyên zin nguyên bản hết cho anh em luôn nè. Đó, cái là chụp giật trợ lực luôn nha. Đây, giật rất là nhẹ nha anh em. Găng tay rất là giòn luôn ha. Rồi, bình xăng con thì nó là bình xăng con zin theo máy rồi. Bình xăng lớn thì nó cũng là bình zin luôn. Nó cũng có hai cục cao su giống như là bình xăng của thằng Maru nữa anh em. Nó khác gì cái cổ xăng. Nó không biết khác gì kiểu dáng. Chứ cái cục cao su cũng giống mà trợ lực cũng có trợ lực nữa nè ha. Rồi, anh em nhìn cái lốc nè. Đẹp nha anh em. Tâm liền, tâm nhựa ha. Tâm thì phải nói là bao trắng luôn nha. Bao trắng, bao sáng luôn. Công tắc ấn nè. Đó, con này nó còn up L zin luôn nè, nó còn chữ Shingu cho mình luôn nè ha. Đó, cái này mình có thể tháo ra mình vệ sinh được luôn nha. Nè, nó có cái xăng tia nè, mình có thể tháo ra tháo vô để mình vệ sinh. Rồi, ta lấy đôi, gai giữ,
Lắp chân cỏ đầu bò thì đầy đủ cho anh em hết. Chân cỏ zin liền là không bể vỡ ha. Tem mát trên lắp cũng còn đủ cho mình luôn nè. Nguyên xi luôn. Đó, trợ lực hết luôn nha. Ô trợ lực nha anh em, nguyên zin hết luôn nha. Không có thay thế, con này bugi zin nữa nè. Đó. Rồi M6 giá 1.500.000. M7. Rồi M7 là con Makita ha, mã của nó là MM2006 nha anh em, nòng 34 ly, 26 cc, cũng lại thêm một con máy là nguyên zin cho anh em 100% luôn nè. Đó, không có bị thay thế bất cứ một cái gì luôn ha. Bình xăng con là bình xăng con hay kim zin quanh gồ luôn nha anh em, bình xăng con liền theo máy luôn ha. Đó, bình xăng lớn nó cũng là bình zin nè, và nó có cái vàng đế bảo vệ bình xăng lớn bằng sắt rất là chắc chắn luôn nha anh em. Đây anh em nhìn nè, đó, rất là chắc chắn luôn ha. Lốc liếc đồ còn rất là đẹp nha anh em. Rồi công tắc thì nó là công tắc ấn nè, anh em ấn vô tắt thôi, rất là dễ sử dụng ha. Rồi tum thì nó là tum liền, tum nhựa. Cái chữ Makita, cái chữ dòng hương hiệu Makita này nè là nó dập nổi nha anh em, gờ anh em sẽ thấy cộm. Đó là cái chữ Makita này sẽ có hoài, còn hoài luôn, còn hoài theo máy luôn, trước sơn mắt nhưng mà cái chữ thì vẫn còn ha. Rồi tay lấy đôi ghê dữ nha, lắp đầu bò thì đầy đủ cho anh em hết luôn nè. Đó, nguyên zin hết luôn nha nè, không bị thay thế gì hết ha. À, con này thì cái phần mà cái bô á nè, cái bô á là nó có thêm một cái lớp ngoài để nó cách nhiệt cho mình luôn. À, khi mà anh em lỡ anh em cầm anh em chạm đây nè, nó không có bị nóng hay bị phỏng cái tay cho mình. À, cách nhiệt cho mình luôn ha. M7 giá 1.700.000 nha. M8. M8 là con Mitsubishi TBE 27 nha anh em. Tem zin còn cho mình luôn nè, còn chữ made in Japan luôn nè ha. Nòng 35 ly, 27 cc nè. Bình xăng con thì nó là bình xăng con theo zin theo máy nè. Con này áo gió là áo màu đỏ đậm nha anh em, hay gọi là màu đỏ huyết ha. Đó, bình xăng lớn là bình zin cho mình luôn. Trong lốc nó có dập made in Japan, chữ dập nổi nha anh em. Đây, chữ dập nổi ha, made in Japan. Tum thì nó là tum liền, tum nhựa nè, anh em nhìn lốc nè, mới tinh nha nè, bô cũng còn sáng luôn ha, còn sáng còn mới luôn. Đó, đây tum nè, cái đế dưới là nó có cái dàn sườn bảo vệ bình xăng đế luôn nè ha, giống như cái con Makita hồi nãy. Đó, cái con Makita nãy thì bằng sắt, con này bằng nhựa ha, nó sẽ nhẹ hơn cho mình. Rồi công tắc ấn nè, tay lái thì ta lấy đôi ga giữ nha. Lắp đầu bò đầy đủ ha. Con này cái lắp của nó là sơn tĩnh điện nha anh em, sơn tĩnh điện sơn màu đen, rất là chắc chắn và rất là đẹp cho mình luôn. Đó, thêm một con máy là zin nguyên bản cho anh em hết, không có bị lai bất cứ một cái gì vô. M8 giá 1.800.000. M9. M9 là con Echo Kiwit. Đây, một cái dòng Echo, một cái dòng Kiwit nữa ha. Con này nòng 34 ly, 26 cc nha anh em. Chụp giật là chụp giật trợ lực, mà trợ lực này là trợ lực theo kiểu nhỏ gọn, nó sẽ có cái trợ lực bự anh em, trợ lực lớn, còn này trợ lực nhỏ. Nó cũng có cái phần ổ ngoài kia ngoài nè, nhưng mà nó gọn hơn ha, cho nên là gọn mình gọi là trợ lực nhỏ. Con này bình xăng con thì nó là bình xăng con hay kim zin, bình xăng lớn nó cũng là bình zin luôn nha anh em. Tên máy nè, SGE 2650, số series là 55027639 ha. Lốc liếc đồ rất là đẹp nha anh em, rất là sáng luôn nha. Tum thì nó là tum liền, tum nhôm, nước sơn thì còn khá là đều đặn cho mình luôn. Đây anh em nhìn nước sơn nè,
bô này anh em, trắng tươi luôn ha. Lóc liếc rồi là còn nguyên zin, nguyên zin luôn. Đó. Con này thì nó xài cho mình là cái tay ga bóp luôn nha anh em, bóp mỏ dịch nè, hay gọi bóp zin. Công tắc trên tay. Cái này là cái chỗ để nó chỉnh cái mức để bóp còn ga thôi. Thường thì cái này mình kéo về mức hết cuối luôn, hết cuối cùng đi. Còn cái này mình bóp ga đây nè. Nó mình xài cái chỗ này thôi cho nó dễ. Còn này mình cứ xài một mức vậy thôi. Khỏi cần mắc đẩy lên để xuống thì mất công lu bu ha. Cứ về bóp thôi ha. Rồi, lắp chắn cỏ đầu bò zin. Đây thêm con máy zin cho anh em nữa nè, không có bị thay thế bất cứ gì luôn. Không bị lai bị tạp gì vô chứ. Quá nhẹ nhàng và cũng quá nhẹ nổ luôn ha. M9 giá 2 triệu. M10. Tiếng máy em như chiếc xe Honda mà dạng như mini không, như xe Honda thu gọn không. Đó, con này là Makita 4 thì xăng riêng nhất riêng. Thì nếu mà tính theo nôm na cho anh em dễ thì nó nồng 35 ly, công suất 26cc. Nhưng mà tính theo ngựa thì nó sẽ là một ngựa mốt bằng với thằng Honda GX25 với lại GX21 nha anh em. Con này bình xăng con thì nó là bình xăng con zin theo máy nè. Bình bự là bình chứa xăng trắng nha anh em. Bình nhỏ là bình 4 thì xăng nhớt 4 thì á. Anh em nhớ ra tiệm anh em mua thì anh em nói là bán chai nhớt 4 thì ha. Còn xăng này thì anh em đổ xăng trắng A92 95 gì cũng được. Con này bình xăng lớn là bình zin luôn nha anh em, mới tinh luôn. Nó còn cái tem của cái gon theo máy luôn nè. Bình xăng lớn rất là đẹp ha. Trên đây có cái mã luôn nè, mã bình xăng luôn. Đó, chân chống và còn đầy đủ này nha. Cái này là cái đế luôn nè. Cái đế dòng từ trước ra sau cho mình luôn. Rồi, tum liền, tum nhựa ha. Con này cái chữ Makita của nó cũng dập nổi nè. Cái thương hiệu nha anh em. Ốp eo mềm mại luôn. Tay đôi. Ga thì con này nó xài ga hai chế độ nha nè. Công tắc thì nằm trên tay, công tắc ấn ha. Láp chắn cỏ đầu bò đầy đủ, tem mát từ đầu tới cuối còn nguyên cho anh em nha. Không bị mắc, không có bị chóc luôn nha nè. À, nếu mà anh em xài mà anh em sợ mà cái vụ xăng pha nhớt mình quên đó thì mình chọn 4 thì. Còn mà anh em muốn khỏe muốn mạnh thì mình nên lấy 2 thì nha. Cái này là cái em tư vấn cho anh em. Khỏe, muốn khỏe muốn mạnh thì lấy 2 thì. Còn mình sợ xăng nhớt mình quên pha đó thì mình lấy 4 thì ha. M10 giá 2 triệu nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo. Chào tất cả anh em.